Vâng, Kim Thanh và Minh Phương xin được mến chào các thính giả. Chúng ta đang đến với Online 360 độ ngày hôm nay, một ngày rất là đặc biệt. Không biết là hồi sáng giờ thì Minh Phương có dành thời gian để đi đến trường chưa? Dạ, em mới đi dự lễ khai giảng về. À, năm nay với tư cách là phụ huynh chứ. Tưởng là lên lớp mấy rồi chứ. Mà thật sự là sáng hôm nay Kim Thanh thức dậy là thấy trên Facebook là mọi người thay phiên nhau mà đăng những cái tấm hình hồi còn học lớp 4, lớp 5 rồi học cấp 2. Nói các bạn ơi, mình cùng thức dậy để chúng ta đi khai giảng nào. Dạ. Wow, một cái cảm xúc rất là khó tả mà cũng lâu lắm rồi nó mới rơi trúng ngày thứ bảy ha. Dạ, tại mình làm nhiều cái năm cái vụ mà hình học sinh quá cho nên mình thay đổi phong cách chút xíu, mình làm phụ huynh. À, không, mà em thì làm phụ huynh là đúng rồi. Dạ, cảm ơn chị. À, vâng, như thường lệ thì khách đến chơi nhà của chúng ta vẫn sẽ là nội dung chính của Online 360 độ. Và một anh chàng phải nói là hôm nay được quan tâm rất nhiều và bây giờ anh cũng đã có mặt ở trong phòng thu rồi. Trước hết thì có lẽ là mình muốn hỏi cái người dẫn chương trình cùng với mình là hôm nay mình có theo dõi Rap Việt không? Dạ có chị, và thời gian thì gần đây em theo dõi một cái chuyện khác là chuyện đi chơi game. Ủa vậy đó? Ủa tự nhiên đang hỏi Rap Việt chuyển qua chơi game luôn. Chuyện đi chơi game phải xin phép. À, chứ không phải là mình nói về chàng trai nào đó mê nước ngọt hả? À, thật ra là Kim Thanh với Minh Phương đang đề cập đến rapper Karik, một trong những nhân tố phải nói là hot hòn họt hôm nay trong chương trình Rap Việt. Và bây giờ thì Karik đã có mặt ở phòng thu rồi. Chào Rick. Dạ em chào chị ạ. Gọi là sao ta? Bây giờ mọi người gọi thân mật Karik là gì ha? Mọi người vẫn gọi em là Rick rồi. Rick luôn phải không? Vậy là mình gọi đúng ha? Vô tình mà gọi đúng. Tình hình sáng nay mình cũng có đi khai giảng gì không Rick ha? Dạ không, đây là buổi khai giảng đầu tiên đó em. Rap Việt mình quay hết chưa ha? Dạ hiện tại thì em đã quay tới vòng 2 rồi. Bây giờ còn 3 và vòng 4 nữa. Wow, vòng 3, vòng 4, vậy là cái càng về sau thì càng cam go hơn nhiều. Dạ, dạ, rất là kịch tính luôn á. À, em không nghĩ là nó kịch tính tới mức đó, nhưng mà mọi người cứ chờ xem. À, em có thể tiết lộ một xíu không? Không quan trọng lắm, chừng chút xíu thôi. Cái nào mà không vi phạm hợp đồng. Cẩn thận nè. Thật ra thì nói chung là em chỉ có thể nói là những cái những cái bạn thí sinh mà vào những đội như của các bạn khác, ví dụ những bạn nó không có quá nhiều tên tuổi trong giới underground thì các bạn sẽ làm nên chuyện trong những cái vòng sau. Thì em chỉ có thể nói vậy thôi, tại vì nói tiết lộ tại vì còn những bạn mọi người đôi khi nghĩ là mạnh đấy, thì đôi khi lại qua vòng sau thì lại không hẳn là như vậy. Nhưng mà mọi người có cảm nhận cái giọng Karik không, có vẻ là sức khỏe cũng không được tốt, hay là bạn tập trung quá rồi bạn bị lao tâm lao lực hay chơi game không. hay là sáng thức dậy không nổi? Do không phải, tại vì em giờ giấc sinh hoạt của em nó bị thất thường ấy. Nhiều khi em làm nhạc rồi xong rồi em ngủ được một chút, xong rồi em lại dậy, em ngủ một chút rồi dậy, rồi thứ nó không có đều, giờ giấc sinh hoạt em nó bị rối ấy. Nhưng mà nói chung là nhìn nhan sắc vẫn đẹp. Mặc dù có vẻ như là mình nghe cái chất giọng có vẻ hơi mệt chút xíu, nhưng mà thần thái và vẫn rất là đẹp. Và Kim Thanh xin được nhắc với các thính giả là số hotline của chúng ta là 028 3910 4866, thì chúng tôi sẽ mở hotline cho đến gần 11 giờ. Thì các thính giả nào mà chúng ta có nhu cầu chặt chém gì Karik thì có thể gọi về số này 028 3910 4866. Làm gì mà Phương nhìn dữ rồi Phương? Không, tại con thấy bạn bận với áo giáp vậy đó, bạn chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Nói chứ chương trình này nó chặt chém chứ, ở bên radio mọi người hiền và dễ thương lắm. Và hình như là lần đầu tiên là chúng ta ở trong cái phòng thu này trò chuyện cùng với nhau đúng không? Thì hôm nay khi mà tham gia Rap Việt rồi thấy như thế nào? Cuộc sống có gì khác so với lúc trước không? Dạ không, em thấy cuộc sống em nó vẫn vậy. Tức là không, ví dụ như là hồi trước mình có fan thôi, còn bây giờ có thể mình có anti fan. À, anti fan em nhiều mà. Ủa sao tự tin luôn vậy đó hả? Anti fan em nhiều lắm. Tại vì đôi khi cái kiểu của em không phải là kiểu chất chất cho mọi người. Thì mọi người thích rapper kiểu chất chất ngầu ngầu một tí, mà be cool, rồi hay nói với kiểu câu viral một tí. Còn em thì lại không phải như vậy. Rồi cái kiểu của em nó nói chung em cảm thấy là mọi người không thích cái kiểu của em, cho nên em anti fan nhiều lắm. Trời, Phương nghe tự lần đầu tiên thấy là ca sĩ tự nói là mình vậy là chắc là mọi người không thích mình lắm, cho nên là mọi người anti mình lắm á. Có vậy mình tự ti hả? Không phải là có nghĩa là giống như là chưa gì là người ta chưa đến với mình, giống như mình đuổi người ta đi á. Không, em không phải đuổi, nhưng mà thực sự là em được nghe nhiều khía cạnh ấy. Tại vì tính của em là em
em sợ đọc comment hay là gì, trừ khi fan của em thôi. Tại vì em biết trong cái cộng đồng fan của em, vào trang của em, vào fanpage của em, hoặc là vào trang cá nhân của em, đều là những người rất là hiền lành ấy, và họ rất là, cái năng lượng họ lúc nào cũng tích cực hết. Thì em lúc sẵn sàng đọc cái đó. Còn đôi khi những cái ngoài đó thì em lại không tiếp xúc cho lắm, những cái comment ở ngoài khác không tiếp xúc cho lắm. Tại vì em sợ đọc cái gì tiêu cực nó sẽ ảnh hưởng cả một ngày làm việc của em, và ảnh hưởng cái tinh thần của em không làm được gì hết. Thế là làm sao mình biết mình có anti fan nhiều? Tại vì cái đó là mình đoán thôi đúng không? Không, em không đoán. Tại vì đôi khi bạn bè em họ sẽ rất là theo dõi những sản phẩm của em, họ theo họ rất là siêng đọc những comment của người khác, thì họ nói lại cho em nghe. Thì lúc đó thì em mới, à vậy hả, ở vậy thôi. Chứ em cũng không biết nói gì hết. Tại vì người ta đã không thích mình có làm gì người ta cũng sẽ không thích mình. Dạ. Thấy sao Phương? Tự nhiên mình thấy thương. Trời ơi, sao mà dễ mũi lòng vậy luôn á hả? Thấy kiểu như rất là nhìn Karik ở trên sân khấu hay là trong những cái bài sản phẩm âm nhạc của mình thì nhìn chất nè, ngầu hoặc là có mà cũng bất cần. Nhưng mà khi mà bạn tâm sự như thế này thì nghe bạn rất là dễ gần và có vẻ là cũng hiền giống Phương. Một cách vậy luôn đó. Cho nó thật ra là Kim Thanh là, nói chung là với các rapper là Kim Thanh là không có làm việc nhiều. Chủ yếu là các ca sĩ mainstream thôi, nhưng mà thỉnh thoảng là có tiếp xúc, có trò chuyện với các bạn mà dòng nhạc rock á. Là trước khi trò chuyện với các bạn ở mảng đó là mình rất là sợ. Mình nhìn ngầu cool mà ai cũng im cái mặt, giống như là mình không muốn, không dám bắt chuyện á. Không phải là không muốn mà không dám luôn. Đó, rồi một số bạn còn xăm nữa. Rồi mình nhìn vô mình sợ quá chừng sợ luôn. Mà tới chừng mà mình nói chuyện xong mấy phút sau, ủa sao hiền queo, ủa trời. Mà có bạn còn cảm giác là hơi nhát nữa. Nhưng mà còn về các bạn rapper thì như thế nào? Em thấy nó cũng là xem nhau, xem thôi. Tại vì thường những người làm nhạc, các bạn rapper của em hay là so với anh, những anh chơi rock, thì đa số mọi người hay kiểu lúc mà cũng lầm lì và suy nghĩ ấy. Cho nên lúc mà em nghĩ là cái chuyện nội tâm của ta nó cũng cái cách hóng nội tâm của ta rất là nhiều ấy. Cho nên lúc nào người ta cũng gò mình trong một cái khuôn khổ rồi đó, trong một cái căn phòng hoặc là trong một cái góc tối hay là gì, cho nên bản thân lúc nào mọi người cũng e dè. Chứ là mọi người cũng hiền lắm mà. Hiền không? Em là em không nói em hiền, nhưng em lành tính. Cái đó là em cam kết. Mọi người ai tiếp xúc với em thì biết à. Và bây giờ thôi để mình thỏa mãn cái tò mò của mình trước đi, rồi với thính giả lát nữa. Là thiệt ra là với các nhạc sĩ đi, thì các nhạc sĩ Kim Thanh thấy là các nhạc sĩ cũng mở lòng. Còn các ca sĩ thì tùy bạn, ví dụ như các bạn underground hay là các bạn mà nói chung mà indie á, thì các bạn mình cũng cảm giác là do cái dòng nhạc hay là như thế nào đó, là các bạn cái kiểu mà cũng hơi thu mình lại hoặc là không thích giao du với bên ngoài nhiều. Còn với rapper thì là sao? Là lai lai giữa nhạc sĩ và ca sĩ hay là sao? Không, em nghĩ là tất cả mọi người sẽ như nhau, chẳng ai lai ai đâu à. Chẳng có, mỗi người tùy là cái góc độ sống của họ cho cái môi trường của họ như thế nào. Ví dụ như em thì em, cái môi trường của em nó, ví dụ như ở khoảng thời gian năm 12 tuổi cho tới năm 15 tuổi hoặc là tới trở từ 20 tuổi thì em sẽ có những cái dấu mốc như thế nào và nó ảnh hưởng thay đổi cuộc sống em ra sao. Thì nó sẽ thay đổi hình thành tính cách con người mình từ đó. Và thì em nghĩ tất cả những người nghệ sĩ khác cũng sẽ như vậy, kể cả ca sĩ cũng vậy. Nhưng mà thật ra nếu mà người ta nhận định Karik là thu mình lại thì mình có thấy là đúng hay không? Và mình, nếu mà mình quá thu mình như vậy thì mình có nhiều cái chất để mình làm nhạc hay không? Bản thân em tới giờ em vẫn thu mình, em chỉ mở lòng của em với lại bạn bè với lại fan của em thôi. Tại vì em nghĩ là để kiếm một người có thể hiểu mình ấy, đó là một cái chuyện rất là khó. Mà mình không thể nào mình cứ đi ra ngoài đường để mình tìm một người hiểu mình được. Mình chỉ cần trải lòng mình qua âm nhạc thôi. Nếu họ tìm, nhưng họ tìm thấy mình và họ tìm thấy nhau qua được cái âm nhạc đó là cái duyên, thì mình lúc này em cũng mở lòng với điều đó. Còn chứ em không thể kêu ca ra ngoài thì tôi muốn đi tìm bạn, tôi muốn đi tìm kia. Em thấy chuyện đó nó không, thực sự nó không khả thi cho lắm. Và nó không có mang tính chất bền lâu ấy. Không phải là tìm bạn, nhưng mà cái kiểu như vậy nè, ví dụ như là mình gặp những người trong giới, những người cùng hoạt động với mình, hoặc là bất kỳ ai nè, ví dụ như là có những người thì mình gặp cái, ví dụ như Kim Thanh có những bạn vừa gặp cái mình thấy wow, mình có thể bắt chuyện liền.
đó mình cảm thấy à bạn này dễ thương quá, hoặc là bạn đó mới gặp mình à chào chị, mặc dù trước đó chưa quen hết, mình nói chuyện giống như là quen 7 năm chẳng hạn. Đó, nhưng mà cũng có bạn thì gặp cái xong cái im giống như rất chị đó. Thì đó, ý là mình nói là bản thân là như thế nào, là bản thân mình cũng phải tỏa ra cái năng lượng như thế, đúng không? Thì theo cá nhân em thấy thì cũng tùy nữa. Bản thân em tùy, thí dụ như là ví dụ em đi tới một cái nơi nào đó, em muốn cho em thấy một bạn dễ thương, bởi vì em cảm nhận được cái năng lượng của bạn này là bạn, dù bạn chỉ nói chuyện về âm nhạc thôi, bạn nói chuyện về các tác phẩm này kia, em cảm thấy là à đây cũng là điều mình muốn tìm hiểu, và bạn khiến cho mình tò mò về đó, mình muốn học hỏi thêm, thì cái vô tình cái năng lượng bạn ấy đã cho mình ấy, thì mình muốn tiếp xúc với bạn ấy, bởi vì mình cái đều bản thân em coi như cũng là có mục đích của em là à tôi muốn học hỏi từ người này, tôi muốn biết thêm những cái bạn mà tôi chưa biết. Còn thí dụ mình nhiều khi mình đi ra ngoài đường, nhiều khi em nói thật ấy, trong cái nghề của em ấy, thực sự khó mà biết được người nào chân thành với mình lắm. Thật ra khi nhìn khi mà... vô thấy mặt Phương là thấy là không chân thành rồi. trong nghề có chân thành, nhưng mình thì nhiều khi người ta nói mình một hai câu em cũng vâng vâng, chị này cũng dễ thương, chờ anh này cũng cool. Nhưng mà hồi tí nữa quay lại vấn đề em làm cho anh cái này đi. Thế rốt cuộc là mục đích của người ta nhiều khi xong rồi người ta muốn nhờ vả mình cái gì, chứ không phải là cảm thấy sự đồng điệu ở nhau ở một khía cạnh khác. Cho nên lúc nào em cũng phải kiểu như là thế là họ không phải giống như mình nghĩ, là em phòng thủ rồi. Em không phải phòng thủ, bởi vì em gặp quá nhiều rồi chị không. Bởi vì càng mình càng gặp nhiều thì mình sẽ càng có những cái bài học, hoặc là những cái nhận định về tính cách con người ấy. Và hàng ngày ngày em tiếp thu cho em càng ngày càng nhiều ấy, và càng ngày em thu mình lại, em không có cần quá nhiều người, em chỉ cần ít mà chất lượng. Thôi ngoài Vinny ra em gặp chị với Phương đi, tụi chị dễ thương lắm, không có nhờ gì đâu. Nhưng mà thật ra là có phải là vì rap Việt hay là lý do gì đó mà ngoại trừ là đau vậy đủ rồi là thôi, đâu có gì nữa hôm nay đúng không? Em có nhiều chứ, nhưng mà mọi người không cho em ra. Ủa là sao? Em có nhiều sản phẩm lắm, mọi người không cho ra. Là Vinny không cho em ra bài? Dạ. Trời ơi, sao kỳ vậy ta? Vinny không cho em ra. Trời ơi, rồi để trưa chị xử Vinny coi tại sao mà không cho nhỏ ra bài. Thiệt ra là trong cái giai đoạn này Kim Thanh nghĩ là ra bài cũng sẽ tốt, tại vì mọi người luôn muốn là em làm cái gì best nhất. Mọi người thí dụ như âm nhạc bây giờ nó, mọi người lúc nói là bây giờ âm nhạc nó mang tính thời vụ quá, nó cần cái gì viral quá, mọi người muốn em phải mang hết tất cả những thứ đó và mang cả cái tôi của em vào âm nhạc nữa, và cái âm nhạc của em họ phải muốn thực sự xuất sắc. Cái mà mọi người ví dụ mọi người chỉ ở 8/10 thôi, họ anh Vũ cũng chưa ok, anh Vũ nó phải 10/10 thì anh mới cho em ra. Anh nghe cho tới khoảng 10 người, ví dụ nhiều người nghe thì anh cảm thấy tất cả mọi người ok thì anh cho em ra. Nhưng mà nó có xung đột với nghệ sĩ tính của mình không? Em không xung đột vì đó, tại vì em nghĩ mọi người đang, mình đặt mình vào vị trí của mọi người ấy. Mọi người đang muốn cái gì tốt nhất cho mình để không phải flop, để không mình không phải tiếc. Sau khi cái sản phẩm ra thì em cảm thấy ok, mọi người đang làm tốt. Nhưng mà đôi khi cái chuyện đó mình khi mà mình đưa mình vào gò thì mình bị áp lực mình. Tại vì em viết, hồi xưa em viết bao nhiêu nhạc ấy thì em đều được ra, em muốn là em ra. Em cảm thấy thoải mái, tự dưng em mặc định em luôn được phát triển làm cái mình thích. Còn bây giờ là em phải gò bó ở đó và em phải nghĩ những cái chủ đề nó thật là lạ, những cái gì nó thật là dị, hoặc những cái gì mà mọi người không nhắc tới, không đụng với nghệ sĩ này, không đụng với nghệ sĩ kia, viral theo cách riêng của mình. Nó làm cho em bị áp lực ấy. Rồi, cái này là Kim Thanh hiểu, mà đặc biệt là bây giờ người ta tự nhiên giống như là mặc định là cứ rapper là phải có những cái bài mà thứ nhất là nó có những cái câu mà phải viral, đúng không? Rồi cái thứ hai là mà nó đặt những cái vấn đề gì đó mà nó lạ lạ. Tức là người ta mặc định như vậy, cho nên là khi nghe một cái bài rap mà nó không có những cái yếu tố đó thì một số bạn sẽ nói à vậy là rap à, người không, ta hay là sao hả? Nó không hẳn gì, mà là chẳng qua là nó sẽ không tạo được dấu ấn mạnh ở trong lòng của người nghe khi họ nghe ca khúc đó. Nó sẽ không có quá nhiều điểm nhấn. Thí dụ một bài rap hay không hẳn là chỉ phải, không hẳn chỉ cần làm những bài những có nhiều câu viral không, chỉ là giai điệu nó đẹp, rồi ca từ, cái storyline của nó, cái mạch của nó trôi chảy cũng là một bài nhạc hay rồi. Nhưng mà vấn đề là nó động được gì trong đầu của người nghe kìa. Thì cái em đang muốn là cái động lại trong đầu người ta.
Thôi những cái câu chuyện này thì một lát nữa thì mình sẽ nói tiếp. Thì bây giờ mình sẽ nhường thời gian cho các thính giả. Thì ở trên livestream một số bạn có hỏi nói là cái giọng sao kỳ á. Thì hồi nãy ngay từ đầu mình cũng nói là giọng hôm nay là thật ra là Karik không có được khỏe lắm, có hơi bị bệnh chút xíu, cho nên là mọi người nghe đúng rồi đó. Cho nên là cái giọng nó hơi khác với thường ngày. Thì mình sẽ nói chung là quan tâm nhiều nhiều vô, rồi quan tâm gì đó, mua vitamin gì đó bổ sung cho Karik để cho là có chất đề kháng tốt, mạnh khỏe trở lại. Vân và Kim Thanh cũng nhắc lại hotline của chương trình là 028 3914866, và chúng tôi xin được kết nối với thính giả đầu tiên ạ. Alo. Dạ alo. Vân xin được chào bạn, bạn giới thiệu về mình đi ha. Dạ em chào chị Kim Thanh và anh Cương ạ. Em chào em biết ạ. Dạ, em tên là Hân Hân và hiện tại thì em 22 tuổi và em đang làm công việc là sáng tạo nội dung ạ. Ồ. Làm Ủa. Sáng tạo nội dung. Bạn tên gì hả? Tên Hân. Dạ em tên Hân Hân ạ. Hân ạ. À? Hân. Dạ. Rồi. Bạn muốn hỏi liền Karik hay là như thế nào ha? Dạ thì chắc là muốn hỏi liền thôi ạ. Tại vì có những câu hỏi cũng đã ấp ủ rất là lâu rồi. Nhưng mà phải đợi tới một cái dịp mà được giao lưu trực tiếp như thế này thì mới có thể hỏi trực tiếp anh. Chứ bình thường thì các những fan em chỉ có thể xem qua TV hoặc là những bài phỏng vấn của báo thôi. Dạ, ok bạn hỏi đi ạ. Dạ, em á thì em biết là anh từng là một dancer và vào một cái thời điểm đó thì anh bị chấn thương tay cho nên mới tạm dừng việc nhảy của mình mà chuyển sang rap. Dạ thì mà em thì em thấy thời điểm đó rap nó không có, nếu như là nó chưa nổi trội trong thị trường âm nhạc của Việt Nam lắm á, vậy anh có thể cho em cũng như các fan, các khán giả biết là tại sao anh chọn rap mà không theo đuổi các dòng nhạc khác không? Ok, chào Hân. Thì thực ra cái vấn đề này anh cũng đã nói rồi trong một khoảng thời gian anh đã làm nghề. Thực ra anh chọn rap bởi vì con người của anh nó có nhiều thứ phải nghĩ quá và anh có rất rất nhiều ca chuyện để mình nghĩ là mình phải nói ra với người khác. Và khi mà có nhiều lần anh vô tình anh bắt gặp những người bạn của mình, họ nói cho anh nghe những cái câu chuyện của họ, họ cũng muốn giải bày cái điều đó, họ cũng muốn nói cho cha mẹ của họ nghe, nhưng mà họ không biết giải bày bằng cách nào. Thì anh lúc đó anh mới nhớ lại là lúc đó là anh có nghe rap của anh LK, rồi anh Young Juno, rồi tại sao mình không thử rap nhỉ. Và anh có thử rồi, bước đầu anh thử rap, anh rap bằng tiếng Bắc, anh rap bằng tiếng Bắc luôn. Và những cái sản phẩm đó bây giờ vẫn còn ở trên mạng, nhưng mà anh nghĩ chắc không mọi người biết nằm đâu đâu. Thì nó không là chết anh. Thì rồi sau đó thì anh nghĩ là anh rap thử một bài hai bài, xong rồi anh nghĩ là mọi người cũng đón nhận nó. Rồi mặc dù thời điểm đó nó không quá nhiều người biết, nhưng mà mình nghĩ là bây giờ mình thích cái này quá rồi. Bây giờ mình có quá nhiều thứ mình muốn nói, mà trong đầu anh rất nhiều chủ đề. Bây giờ mà thời điểm đó thực sự là anh không thể làm được cái gì nó tốt hơn cả. Và anh nghĩ là anh suy nghĩ con chữ, anh suy nghĩ những cái flow này kia, anh nghĩ đó là cái điều anh làm tốt nhất thời điểm đó. Và rốt cuộc là anh quyết định anh rap luôn, rap tới bây giờ luôn. Ok. Bạn Hân có phải là một người thích nhạc rap không? Dạ, em thì không phải là một người hoàn toàn dành tiểu thích của mình cho nhạc rap. Nhưng em cũng hay nghe rap chị. Bình thường thì cũng hay bật những cái bài rap quen thuộc hoặc là đang hot để em nghe. Thì em có một cái tính là em nghe nhạc thì em mới làm việc được. Nên là em cũng khá quan tâm đến âm nhạc. Thật ra ví dụ như Kim Thanh nè, Kim Thanh nghe nhạc đó mà tùy bài rap nha, có những bài rap là không nghe nguyên bài được. Có những bài thì nghe được. Nhưng mà đa phần Kim Thanh nghe rap dễ nhất á, là tức là rap là phải có bạn ca sĩ fit vô. Đó, ví dụ như đâu là, phải là, đủ rồi. Là chị muốn có giai điệu. Đúng rồi, chứ còn mà nghe rap không thì tùy bài nghe, có bài nghe không được. Do là, nói chung là cái gu của mình vậy, cũng có thể là do mình già quá. còn với Hân thì Hân có thể là nghe nguyên một cái bài mà từ đầu đến cuối mà chỉ có rap không hay không? Dạ chắc cũng tùy vào cái bài ấy chị. Giống như là có những bài thì em thích chỉ thích nghe một cái đoạn lấy ở đó trong đó thôi, nhưng mà có những bài em có thể nghe full bài, như như là em rất là thích nghe bài Người Lạ Ơi. Như vậy đó chị. Thì cái bài đó là cũng là fit
Dạ, vậy đó Dạ đúng rồi. cũng Mình có thử đóng vai nữ chính rồi Bữa hòa giọng với nào đi Đà Lạt. Nhưng mà Karik thì Hân thích điểm gì ở Karik? Dạ em thì thật sự em là thích ở Anh, rất giống như là em nhìn thấy cái sự mộc mạc và chân thật á, giống như với lại em cũng rất là thích cái giọng nói của anh Đức nữa. Bây Em giờ cũng thì không biết lý giọng của anh do. thì giờ không thích được đâu em. Giọng Dạ của nhưng mà ý là không biết lý do tại sao, nhưng mà mình cũng có những cái ấn tượng đặc biệt ở những cái điểm như vậy. Thế là em thấy cái quá trình làm việc cũng như là cống hiến của anh đối với nghề thì em thấy có một cái sự quyết tâm, một cái sự hy sinh, cố gắng rất là lớn, cho nên là em ấn tượng và em thích thôi ạ. Thank Nhưng mà mình có coi Ráp Việt không bạn? Dạ, dạ có chị à, đang rất là hot, rất là nổi, và hầu như là ngày nào tuần nào thì em cũng theo theo dõi để Tối xem. nay tập cuối này em nhớ coi nè em. Dạ Tập cuối của cái vòng mà lựa chọn gì thôi đúng không? Của dòng Dạ audition. thì rất là nhiều gương mặt ở trong đó, trong một cái show, phải nói là đây là lần đầu tiên có một cái show mà chuyên về rap thôi, thành ra là cũng quy tụ rất là nhiều anh hào. Thì bạn có thắc mắc gì liên quan đến Rap Việt hay không, hay là Karik, hoặc là Karik ở trong đó thì thuận với ai, hay là ghét ai, hay là thích ai, kiểu vậy đó. Dạ có, em muốn hỏi một cái câu riêng về cảm xúc của anh Rick thôi ạ. Dạ, và với Rap Việt thì anh như chị Kim Thanh cũng vừa nói là chương trình đầu tiên dành cho nhạc rap, và theo hình như là anh cũng lần đầu tiên ngồi vào vị trí huấn luyện viên. Dạ thì em muốn biết là cái cảm xúc á của anh khi mà mình làm huấn luyện viên của Rap Việt như thế nào, và anh có mong muốn điều gì với chương trình này hay không ạ? Thực ra cảm xúc của anh tới bây giờ thì nó vẫn nguyên vẹn, vậy là rung em mà. Run và sợ. Tại vì bản thân anh không phải là người hoạt ngôn cho lắm. Và khi lên đó thì trong suốt cái vòng audition đó thì 55 thí sinh, 55 người thì 55 có 55 tính cách, 55 bài hát khác nhau, mà mình phải nhận xét mỗi người nó rất, nhiều khi một người là 1 tiếng đồng hồ. Rồi nhận Một xét người 1 tiếng đồng hồ. gần cả tiếng đồng hồ á chị. Wow. Chị 2 ngày chia ra 2 ngày. Rồi thì nhiều khi là mình em nói riết, anh nói riết anh không biết còn gì để nói nữa, trong khi là anh là một người nó rất là ở nhà, anh không có nói nhiều lắm. Với bạn bè có thể anh nói nhiều, nhưng mà lên trên đó thì mình buộc mình phải hoạt ngôn hơn, thì cái điều đó nó hơi khó khăn. Và cho tới bây giờ thì có thể dần dần quen rồi, và đôi khi chọc vui bạn bè đồng nghiệp xung quanh như Bin, hay là chọc Wowy Suboi cho vui, thì mình phải pha trò một tí, thì đôi khi cũng hơi sợ một người giận mình. Nhưng mà anh nghĩ thì nếu mà ai cũng im hết thì nó rất là chán, cho nên nhiều khi cứ cứ hoạt ngôn coi như thế nào thôi, không biết mọi người nghĩ sao, chứ nhiều khi tới giờ coi lại nhiều khi cũng sợ sợ, không biết mọi người có ghét mình không. Nhưng mà thật ra là cái khâu mà dàn dựng lại là cũng kỹ lắm rồi đúng không? Có hại miếng nào không? Khâu Thì bữa giờ có hàng cái này chưa? dựng á. Đúng rồi. Em thấy nó cũng 80 90. Hay là có nghĩa là có hại mình miếng nào hay không, hay là mình ngoài mình nói nhiều hơn mà là cắt bớt là giúp mình đỡ hơn. Mà các gương mặt khác, các rapper khác thì cũng thường là ít nói luôn đúng không? Em nghĩ trên đó thì mọi người đều ít nói, mà Quy với Suboi là bình thường là ở ngoài cũng ít nói lắm, lên đó là nói nhiều rồi đấy. Tại vì em chơi, em có giao lưu là nói chuyện với mọi người thì em biết là mọi người ở ngoài ít nói lắm, nhất là Quy. Trong cái show đó chỉ có người là nói nhiều thôi. Trấn Thành. Đúng đó. Ảnh buộc phải nói nhiều, tại vì ảnh là chiếc cầu nối duy nhất có thể mà khiến cho mọi người có thể kết nối lại với nhau, đưa ra những cái câu chuyện của nhau. Trời ơi, tưởng tượng như mà cái show đó là một MC chuyên về hip hop thôi, em bảo đảm với chị 1.000% là show rất chán, và tất cả huấn luyện viên sẽ không ai nói gì luôn á. Thậm chí là những người thí sinh họ lên họ sẽ không thể chia sẻ câu chuyện của họ được. Trấn Thành thì được cái phần đó, bên ngoài cũng vậy, không, nói chung là lúc nào cũng nói nhiều và lúc nào cũng nói được và bắt đài nào cũng đúng, Dạ đúng. nói chung cái đó là rất giỏi luôn Em thấy anh vô cùng khéo léo và thông minh. á. Vâng, rồi Hân còn thắc mắc gì nữa không về thí sinh của Karik chẳng hạn? Dạ chắc là không đó chị. Ủa thế quan tâm với Karik thôi, không quan tâm tới thí Tại sinh vì luôn. thực ra thì em cũng xem kỹ những phần đó lắm rồi, em cũng chắc là sẽ đợi xem những cái phần vòng thi tiếp theo, thì
mới có nhiều thắc mắc hơn, chứ bây giờ thì cũng biết là các bạn tài năng như thế nào rồi. Rồi vậy mình còn cái câu hỏi nào muốn dành cho Rick nữa không? Dạ, em có một cái câu hỏi cuối cùng thôi chị. Rồi. Dạ, là em thấy là anh Rick là một trong số những ca sĩ mà Kim Rapper có các ca khúc á, gắn liền với thế hệ của em nè, là thế hệ 9X. Vậy thì anh có nghĩ rằng mình là đàn anh trong giới underground không ạ? Anh tới bây giờ điều duy nhất anh nghĩ anh không phải là đàn anh, nói thật. Anh chỉ nghĩ là anh là người trong một thời điểm thích hợp, anh là người tiên phong đúng lúc thôi. Anh là người tiên phong đúng lúc. Tại vì ngay cái thời điểm đó thì thú thật là có những lúc anh ngay cái thời điểm đó anh đã nghĩ là ngay cái thời mà lúc mà anh thi MTV đi, thì anh đúng không, anh trong lòng anh đã nghĩ tới nhân vật đầu tiên phải chi anh LKDT. Anh đã nghĩ lúc đó nếu như mà ngay thời điểm mà anh LKDT thì anh nghĩ câu chuyện nó sẽ khác đi rồi, nhiều khi anh cũng chẳng có cơ hội ngồi đây. Thì anh nghĩ chỉ là một vô tình một lúc nào đó anh đúng lúc anh xuất hiện thôi. Còn nói anh là đàn anh thì cũng tùy là với ai nữa. Còn nói bây giờ anh là đàn anh thì no, anh không dám nhận cái điều đó. Tại bây giờ có nhiều người giới trẻ bây giờ họ cũng giỏi rồi, họ cũng có nhiều cái cập nhật, thậm chí bây giờ họ giỏi hơn cả anh nữa. Anh nói chuyện nhận sự nhận đàn anh thiệt là anh không dám. Ủa, thật ra là giới trẻ giỏi đâu có liên quan đàn anh đàn em đâu. Giỏi thì giỏi nhưng mà thế hệ sau thì vẫn là thế hệ sau thôi chứ. Thật ra trong đầu em có một cái quan điểm như thế này, có nghĩa là em không dám nhận mình là đàn anh của ai cả. Tại vì em mình đơn giản nghĩ mình là thế hệ đi trước thôi, đừng có đặt cái vấn đề thì em nó mới nói xa đó xôi. Em nói đó, em là người có thể tiên phong đúng thời điểm thôi. Rồi vậy là được rồi đúng không Hân? Dạ đúng rồi chị. Rồi cảm ơn Hân rất là nhiều. Muốn anh Rick rap một chút xíu không, tặng không? Em sợ là ngay anh Rick đang chị chia sẻ anh có đang hơi bản sức khỏe không tốt cho nên là em nghe giọng thì cũng mãn nguyện là chị nãy giờ được giao lưu rồi. Trời sao mà hiền mà dễ thương quá à. Thì Rick có muốn nói gì không? Anh rất là cảm ơn em những câu hỏi của em, tại vì nó khiến cho anh có một chút gợi nhớ lại kỷ niệm ngày cũ một tí. Mặc dù sáng nay giờ dậy đầu óc nó hơi lơ ngơ một chút. Rồi cảm ơn Hân nhiều nha. Cảm ơn chị ạ. Chương trình ạ. Vâng, chào bạn. Và trước khi kết nối với thính giả tiếp theo thì Kim Thanh xin được dành một chút ít thời gian để đọc một vài cái comment trên phần livestream. Một bạn tên là Ngô Hải có hỏi là hai anh Karik sắp tới anh có dự định kết hợp với các rapper khác để tổ chức live show hay không? Sao? Câu hỏi này hay đấy. Bản thân anh thì anh có mong muốn đó, nhưng mà anh nghĩ nó phải được thực hiện vào năm sau. Thứ nhất là phải sau cái mùa dịch này mọi thứ nó bình ổn trở lại hết đã. Và thì anh có thể gặp mọi người cũng như là tổ chức được một cái show làm vậy. Và hơn hết là anh phải xong được cái bài nhạc cũng như là album của anh đã. Album luôn. Thì anh mới an tâm làm những thứ khác. Còn bây giờ thì chắc là chưa. Hy vọng là có thể làm được trong sinh nhật của anh, hoặc là cho là trễ nhất là giữa năm sau, maybe. Thôi nhưng mà nói chung là cũng bây giờ tình hình Covid cũng chưa hết hẳn và mọi thứ nó chưa bình thường, cho nên là mình cũng chờ ổn định hết, mọi người có tiền rồi mình tổ chức live show, mọi người mua vé ủng hộ dễ hơn. Trước mắt là mua album. Em đã nói tránh rồi chị này. Thôi thì kể như là chị nói rõ, mất công là nhiều người không có hiểu lắm á, mình nói rõ luôn. Nói chung là chị thực tế mà. Kim Thanh nhắc lại hotline của chương trình là 0283910466 nha. Cái comment tiếp theo là của bạn Hoàng Vân Mai. Mê cái nón của anh Rick quá. Cảm giác có sự đồng điệu về cách đội nón với anh Rick. Anh Rick cho em cái nón được không? Ủa, vậy? Ô, tưởng hỏi anh Rick mua cái nón ở đâu vậy? Anh Rick cho em cái nón được không? Nhà anh còn nhiều nón này lắm em. Em lấy không anh đưa anh địa chỉ anh gửi ship tận nơi. Trời ơi, dễ thương quá. Chiều fan quá. Mà kết hỏi là chú Rick ơi, chú ở đâu của Hà Nam vậy? Chú Rick á, chú không phải anh nữa nha. Anh tính trả lời nghe từ chú xong muốn suy sụp quá. Thật ra là đó, Hà Nam là trong chứng minh nhân dân của chú.
Hả? Mọi người hay gọi là Hà Nam Ninh. Nhưng mà không biết, thực ra chú Vân chưa biết nó nằm ở khúc nào nữa, chưa hỏi kỹ. Tại vì trên nguyên quán ghi là gì, nhưng mà chưa bao giờ được về quê hết. Wow, thiệt luôn. Chưa bao giờ được về quê. Chỉ biết là quê mình bây giờ mọi thứ nó cũng cứ bình bình, chưa phát triển lắm. Tức là hồi nhỏ là sinh ra là ở đâu? Bắc gì? Ngoài Bắc, Hà Nam. À, tức là... Rồi xong bị mang vô Sài Gòn. Là hồi mấy tuổi? Hồi 3 tuổi. À, 3 tuổi thì chưa có khái niệm, chưa nhớ gì được nhiều. Và 3 tuổi là tới giờ là chưa quay về. Dạ. Wow, là tại vì cả nhà cũng ở đây hết rồi. Dạ vâng ạ. Ừ. Bạn Trâm Nguyễn có hỏi là Karik ơi, mình muốn nói là mình cảm ơn rap Việt nhiều lắm. Từ xưa giờ mình không biết đến rap luôn. Vậy mà nhờ mọi người mình mới cảm thấy yêu rap quá. Mọi người sao mà đáng yêu, vui tính dữ vậy? Có phải đó là tính cách thực sự của mọi người ở ngoài đời không? Vấn đề bây giờ bây giờ anh hỏi, bây giờ em muốn hỏi tính cách của mọi người ở đây là ai? Giờ hỏi Rick đi. Tính cách anh trên sân khấu thì anh nghĩ là ngoài anh điên hơn vậy một chút. Còn anh chạy trên sân khấu thì tại vì anh uống nước ngọt nhiều quá, anh bị tăng động á. Thì ở ngoài thì anh sẽ tìm, có thể sometimes thì anh sẽ nghịch ngầm hơn một chút, còn là anh sẽ không nói luôn. Tại vì từ hôm đó ở trên sân khấu ấy, anh uống nước ngọt nhiều quá, anh bị tăng động ấy, cho nên em đừng có đánh giá là anh có vấn đề là gì. Rồi, Thùy Linh Vũ, xin chào bạn Karik, mình là một Ricker đến từ Toronto, Canada. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe, mình hy vọng sẽ được gặp bạn vào một ngày không xa. Vậy là phải chờ Rick đi lưu diễn ở Canada cũng lâu lắm á. Một nick này hình như là không phải fan của Rick rồi. Đớm Jack. Mọi người đều ít nói mà sao tấu hài dữ vậy. Tức là mọi người đánh giá là các gương mặt các rapper trong rap Việt là tấu hài hơi nhiều đó. Thật sự là bên ngoài cái hồi mà ghi hình có tấu hài vậy không? Thật ra khi mà mọi người ở ngoài ấy, mọi người rất là ít giỡn với nhau. Nhưng mà sau hậu trường thì có thể là đỡ hơn một chút, nhưng mà lên đó thì mọi người quậy nhau nhiều. Tại vì tất cả mọi người đều quan điểm là cái chương trình này nó sẽ có, đôi khi nó sẽ có những cái khoảnh khắc nó mang tính chất nó bị nghiêm túc quá. Nó sẽ bị căng thẳng quá. Thì mình nghĩ là nên mình có một cái chút gì đó đùa giỡn, là làm cho cái không khí nó giảm đi căng thẳng một chút, mang có tính nên sometimes là nên có chuyên môn, nên có một chút giải trí, rồi nó lúc này lúc kia để cho cái không khí lúc nào nó cũng có nó linh động hơn. Đó, thì còn tấu hài thực ra bản thân của mỗi người, cái hài tùy của mỗi người như thế nào thì mỗi người biết thôi. Chứ em nghĩ là với như tụi em á, thì lên đó cũng khó để mang cái đó ra. Nhưng mà bởi vì khi mà tụi em á, thấy anh Trấn Thành như vậy á, tụi em thấy nhiều khi là mình cảm thấy tội luôn á. Một mình á, ảnh phải kiêm hết tất cả mọi người. Mình nghĩ là ảnh nhiều khi mà ảnh bật đèn cho mọi người để mọi người có thể kết nối với thí sinh bằng cái câu chuyện, bằng câu chuyện kia. Tụi em cứ im đơ vậy à. Tụi em thấy rất tội ảnh. Tụi em nghĩ quyết tâm là thôi bây giờ tụi mình làm sao để anh Thành đưa đâu thì tụi mình giỡn nhanh luôn đi. Mình làm cho chương trình nó vui luôn đi. Đó, thì mọi người quyết tâm với nhau làm theo cái chương trình, nó thay đổi không khí, nó thay đổi hơn chút ngoài cái chuyện căng thẳng đi. Nhưng mà cuối cùng thì Trấn Thành là người hứng chịu búa rìu dư luận nhiều nhất. Nhưng mà em thấy ảnh cũng được người làm nên chuyện nhiều nhất ở thì đúng đó. Rồi thì thường thường nó sẽ có hai luồng như vậy á, tức là nhưng mà từ trước giờ Trấn Thành là khi mà dẫn chương trình thì được khen nhiều hơn. Nhưng mà khi mà vào rap Việt thì bắt đầu có hai luồng. Cho nên là bản thân Trấn Thành là Kim Thanh nghĩ là Thành á, ở trong tâm tư của Thành cũng cảm giác là hơi hoang mang một chút xíu. Ủa thật ra cuối cùng mình làm vậy trong một cái chương trình thiên về rap thì có đúng hay không? Em thấy là đúng. Cá nhân em thấy tới bây giờ ngoài ảnh ra không ai phù hợp hơn. Tại vì có những cái câu chuyện em nghĩ là nó rất là nhân văn. Mà khi mà giải thích ra, nếu đặt em vào khía cạnh đó là một người rap đi, em có hiểu được những câu chữ của bạn rapper đó viết ra. Nhưng mà thật sự em không thể nào phân tích rõ ràng như ảnh được. Tại vì đây là một chương trình truyền hình. Mà không chỉ, đâu phải là tụi em chỉ muốn cho khán giả trẻ coi đâu. Tụi em muốn cả những người lớn, những người cô chú anh chị, họ có thể tiếp nhận nó một cách rộng rãi và một cách nó rất là tích cực, thì
phải có anh Thành làm điều đó. Ừ. Chứ mình không thể nào mình đem áp cái chuyên môn của mình là rap, là không, tụi em không thể nào chỉ nói về flow, nói về lời lẽ, nói về giai điệu không. Đôi khi thực sự em nói thiệt với chị á, cái cô chú 50-60 tuổi họ đâu có hiểu là cái gì. Họ chỉ cần biết là cái bài hát đó hay hay không. Họ chỉ cần biết là cái nội dung này đang muốn nói về cái gì, họ có cảm nhận được hay không. Thì anh Thành chính là người truyền đạt cái thông điệp đó tới mọi người một cách rõ ràng nhất. Tụi em lại không làm được. Đó, cho nên em nghĩ ngoài anh Thành ra không ai làm tốt hơn được. Kim Thanh thật sự cũng nghĩ vậy, mặc dù là trong cái thời gian đầu á, lên 1-2 tập đầu mình thấy là mọi người tranh luận rất là nhiều, và thậm chí là một số bạn bè ở trong giới cũng bắt đầu đưa ra những cái status phân tích là được chỗ này không được chỗ kia, rồi phải nên là MC nào thì phù hợp này nọ. Thì Kim Thanh cũng nói là ok, có thể là nói chuyện rap ở cái góc độ chuyên môn bên ngoài, mọi người bắt ghế vòng vòng nói chuyện nhau thì là câu chuyện khác, nhưng mà một cái show truyền hình thực tế thì nó là một yêu cầu hoàn toàn khác. Tại vì đó là một cái chương trình quá nhiều người xem, quá nhiều lứa tuổi. Thì thay vì chỉ có một phân khúc ở đây, thì tụi em đang muốn, cái của tụi em đang muốn ở đây là mang cái rap Việt này, mang cái nhạc rap này đến cộng đồng lớn hơn. Thì đương nhiên mình phải dùng nhiều cái lời lẽ, nhiều góc độ khác nhau, kể cả cái chuyện nó mang tính chất nó hơi giải trí một tí để mọi người thoải mái khi coi. Người ta đón nhận nó một cách dễ dàng hơn, hay hơn là mình ép người ta phải nghe một thứ nó quá gò bó cứng ngắc. Vâng, và chúng tôi được thông báo là thông qua hotline 0283910466 thì kết nối với thính giả tiếp theo. Alo. Dạ, em chào chị ạ. Bạn ơi, giới thiệu về mình đi bạn. Dạ, em tên là Hải Yến, em đến từ Vũng Tàu á chị. Rồi, Yến ơi, đặt câu hỏi đi nè. Rick đang phòng thu nghe rồi nè. Dạ, em chào anh. Làm một giám khảo của rap Việt thì anh thấy giới trẻ hiện nay thì có mang rap đi sâu vào lòng khán giả hơn trong tương lai không anh? Ok, anh xin chào Yến. Thực ra câu hỏi này trước khi rap Việt bắt đầu anh cũng đã tự hỏi bản thân mình rồi. Nhưng mà sau khi cái phần audition đã diễn ra xong và bây giờ anh đang ở round 2, thì anh dám cam kết với em một điều, đó là các bạn sẽ làm rất là làm nên chuyện ở trong tương lai. Tại vì bây giờ anh không thể tưởng tượng được mà khi mà anh ngồi anh training cho các bạn, anh nói chuyện các bạn, anh nghe được tư duy của bạn, mong muốn các bạn, cách các bạn viết vần, thay đổi giai điệu, anh kêu trời tại sao bây giờ bạn kinh khủng thế. Tại ngày xưa, có nghĩa là ngày xưa anh chỉ viết rap thôi, nó đã là một điều khó. Bây giờ các bạn còn thêm melody, thêm tune, rồi làm biến đổi cái câu chuyện đó nhiều góc độ khác nhau. Các bạn bây giờ rất là, phải nói là bạn đúng nghĩa là những con quái vật thực sự luôn ấy. Và bây giờ anh nghĩ là với những con quái vật thực sự này thì sẽ tương lai của rap Việt sẽ làm thứ âm nhạc của rap Việt nó sẽ đi đến một cái gì đó rất là xa đấy. Và thậm chí là các bạn sẽ thay đổi cả cục diện âm nhạc Việt Nam nữa, anh tin chắc là vậy. Nhưng mà bạn có thích rap không? Bây giờ Kim Thanh vẫn muốn hỏi là bạn có thích rap không? Dạ có chị. Rồi thích rap là được rồi, vậy hỏi tiếp đi bạn. Vậy thôi đó. Dạ thì em thấy anh là một chàng trai rất là dễ thương, thì sao trong mấy cái tác phẩm của anh nó thường là anh dễ trong ghét. Mấy cái sản phẩm của anh không thì thấy anh thường không. Thể hiện cái sự buồn bã rồi đau khổ trong tình yêu, mà ít khi nào thấy anh thể hiện những cái giai điệu trẻ trung á. Ý là giai điệu vui tươi á em. Thật ra là anh cũng có thể hiện vài giai điệu vui tươi, nhưng mà giai điệu vui tươi của anh em để ý nó thường là những cái bài hát về thời sự mà. Thời sự lúc đó em cảm thấy cái chuyện nó fun quá, cái anh làm cho nó vui. Còn thật ra câu chuyện của anh, bởi vì anh thường rap về cái gì nhiều thì là tâm trạng của anh dễ bị tác động bởi thứ đó nhiều. Thí dụ như em hỏi là tại sao anh rap về tình yêu nhiều quá, tại vì anh spend time của khoảng thời gian của anh cho chuyện tình yêu nó nhiều. Anh hay nghĩ về cái chuyện đó nhiều. Và đôi khi cái chuyện đó là cái chuyện dễ ảnh hưởng đến ta nhất. Thí dụ như anh đang vui, anh đang chuẩn bị làm một cái chuyện đó đi, thì cái chuyện đó ảnh hưởng tới tâm lý anh không muốn làm. Chuyện tình cảm nó ảnh hưởng tới tâm lý anh là anh không muốn làm một cái gì hết. Tại vì khi mà mình yêu vô á, là mình chấp nhận cho người khác tổn thương mình mà. Đó, cho nên cái chuyện đó nó lúc nào, bởi vì anh lúc nào không viết bài nhạc buồn là như vậy. Còn bài nhạc những cái bài nhạc động lực hoặc là nhạc này kia thì anh chỉ có một khoảng thời gian anh viết rồi. Sau này thì anh viết, bắt đầu viết thể loại khác rồi. Sao anh đã trả lời câu hỏi của em? Yến ơi, Yến
Anh Rick ảnh đã đề cập đến chuyện tình yêu đó, mình muốn hỏi gì mình hỏi tới đi, ví dụ như là anh có người yêu chưa, người yêu anh là như thế nào, đúng hình mẫu anh chưa hay kiểu gì đó, mình hỏi tới đi bạn. Dạ thì, đây là chị mốt cho mọi người. Dạ thì hiện tại thì em thấy tên tuổi của anh đã đứng vững trong thị trường âm nhạc rồi, thì không biết là anh có nghĩ tới cái việc mà yên bề gia thất chưa ạ? Trời ơi em ơi, cái câu này anh nghĩ là thật ra thì có chứ, anh nghĩ lâu lắm rồi, nhưng mà vấn đề anh chỉ cần chọn thời điểm thôi em hiểu, quan trọng là cái điểm rơi em hiểu, vấn đề là ở điểm rơi, chứ anh luôn nghĩ tới vấn đề này rồi, chứ bây giờ anh cũng đâu còn trẻ đâu, bây giờ bị gọi là chú rồi em, mà em hiểu không? Không còn trẻ nữa. Trời ơi, điểm rơi mà nhiều khi nói là bây giờ điểm rơi là 20 năm nữa hay 10 năm nữa là mệt lắm luôn á. Nhưng mà bạn thấy, Yến thấy là cỡ Rick là nên yên bề gia thất vào thời điểm này được hay chưa? Hay là phải nên hát nhạc tiếp và từ từ lập gia đình sao? Em thấy được rồi đó chị. Ủa, em cũng thấy được luôn rồi đó hả? Dạ, mà em đợi hoài mà sao không thấy anh thông báo có tin vui gì hết. Bây giờ em ráng cho anh 2 năm nữa đi, anh nghĩ là anh sẽ yên bề gia thất đó. Ủa sao mà phải 2 năm nữa? Trong vòng 2 năm đổ lại thôi. À, tức là bây giờ là xong xuôi hết rồi, nhưng mà bây giờ chờ thời điểm thôi đúng không? À, có người đang coi nha mọi người. Ủa có người đang coi là chị dâu, mấy bạn trong đó nhắn là có chị dâu đang coi. À, trời ơi, chị dâu là nick nào? Các bạn ơi, bạn nào đang xem livestream, thật ra là Kim Thanh không rành lắm, cho nên là các bạn có thể tag vô nói là chị dâu đó là ai luôn, ngó mặt xíu coi. căng quá theo dõi luôn qua tới livestream ở đây. Rồi Yến còn hỏi gì nữa không? Dạ thôi, để em nhường lại câu hỏi cho bạn thính giả tiếp theo nha chị. Rồi, cảm ơn Yến rất là nhiều. Rồi, gì? Chị dâu đang coi rồi. Ở trong comment cũng có nói rồi. Rồi, biết tên luôn rồi. Công nhận, phải nói là các bạn rất là lẹ. 2 năm lâu lắm, cưới luôn đi anh ơi. Sao? Về hỏi người nhà đó. À, tức là hỏi người nhà hả? Trời, nhưng mà bản thân mình thì mình cũng thấy ổn rồi đúng không? Đó, rồi xong rồi. Anh Rick ơi, anh có uống nước nhiều hay không mà sao lúc nào cứ chiếu tới cảnh anh là uống nước ngọt, hỏi nước ngọt. À, nước ngọt á? Ờ. Uống nước mà uống nước lọc hay uống nước ngọt à? Thì nói chung là tới cái cảnh ở trong rap là cứ tới Rick là quay cảnh uống nước rất nhiều. Thật ra là ở trên đó chị tức là có nghĩa là mình so với các huấn luyện viên khác, các gương mặt khác đó, là tới mình là nó thành cái signature luôn á. Thật sự ở trên đó là uống nhiều hơn ấy. Tại vì ở trên đó rất là nóng, mà hôm đó mọi người để ý cái bộ đồ của Rick là Rick mặc còn cái áo ngoài nó dày, ở trong Rick còn một cái áo tay dài ở trong nữa. Nó rất nóng, siêu nóng luôn, mà đèn ở đó thì mình ở từ 10 giờ sáng cho tới 2-3 giờ sáng. Thì nó rất là nóng. Và đôi khi ở trên đó mình sẽ ngồi và mình sẽ bị đơ ấy. Thì cái mình phải tạo được cái năng lượng cho mình. Đôi khi mình em không, bản thân của em không biết bám víu đâu ấy. Thì mình không biết bám víu đâu, cái ghế thì nó quá bự. Xong ngồi quay qua quay lại nè. Xong bây giờ sao để mình cảm thấy mình lúc nào cũng có năng lượng, thì cái ly nước ngọt là cái giải pháp cuối cùng. Hiểu không? Mặc dù ở nhà em cũng uống, nhưng mà ở trên đó em cảm thấy là em uống nhiều hơn. Nhưng mà thật ra đang nóng như vậy mà nhiều khi mình uống nước ngọt nó khó chịu trong cái cổ không? Dạ không, em thấy em vẫn phát biểu rõ ràng và lưu loát. Tại vì mấy bạn còn nói là cái ông quay chương trình á, ông quay phim á, ông cứ rình mò lúc Karik uống là ông quay lên. Các bạn nói luôn vậy á, tức là giữa Karik với những người khác là em nhiều hơn đó. Đúng thì không? Em là nhiều hơn là người khác là cái chắc rồi đó. Tại hôm đó là em uống khá nhiều. Anh nghĩ đội anh sẽ chiến thắng bao nhiêu phần trăm? Chiến thắng hả? Ừ. Em nói thiệt là em không có đặt nặng cái chuyện chiến thắng ở trong đây luôn, cho nên hỏi em câu thì khó trả lời quá. Thì mình cứ nghĩ về đội mình thôi. Chiến thắng bao nhiêu phần trăm mà? Em nghĩ là 70%. 70%. Cũng là một cái khả năng cao chứ không phải là không cao đâu. Chiến binh trong đội mình là bây giờ chắc là bản thân, đối với những khán giả thì đôi khi khán giả không biết, nhưng mà đối với các huấn luyện viên, những người trong nghề, là khi mà chọn ai vô cái đội của mình rồi á
thì chắc chắn là mình cũng biết ai sẽ là người mà có thể đi sâu nhất, đúng không? Em có nhận định rồi, nhưng mà lúc này em có chia sẻ về vấn đề khi mà các bạn vào những vòng sau á, những cái bạn mà em nghĩ là tốt nhất thì đôi khi các bạn lại không thể hiện mạnh được những vòng sau. Còn những cái bạn mà em cảm bình thường thì bạn lại thấy bật lên. Cho nên khó nói lắm. Tại vì những vòng sau em không phải là người đưa chủ đề nữa. Em không phải là người gò các bạn quá nhiều vô cái câu chữ flow nữa, tại vì các bạn phải tự bộc phát ra. Và cái chủ đề phải là bên do bên cả ekip tất cả mọi người hợp nhau đưa ra. Vâng, mọi người hỏi vui là cho em hỏi tí nha, vòng đấu loại mọi người có thay đồ không? Cái câu chuyện thay đồ Kim Thanh nghĩ là mình biết ở trong giới thì mình biết cái chuyện đó rồi, nhưng mà không hiểu tại sao rất là nhiều cái chương trình truyền hình thực tế rồi mà đến tận Rap Việt mọi người mới mang cái câu đó ra mọi người nói nhỉ. Chắc là các rapper có điều gì đặc biệt. Không phải đâu, chắc là mọi người thấy bây giờ tới lúc này mới dìm hàng được ấy. Em nghĩ vậy, đùa thôi. Thực ra là bật mí luôn là tới round 2, vòng round 2 thì tất cả các huấn luyện viên sẽ rất là ngựa, cho mọi người đừng lo. Kim Thanh nghĩ là đa phần mọi người cũng đã biết rồi, nhưng mà nếu mà ai chưa biết á, thì mới nói là tại sao á mà hả 4-5 tập rồi mọi người mặc có bộ đồ giống như là ở dơ. Không, thực ra là quay 4-5 tập đó là trong 2 ngày. Đúng rồi. Đó, một ngày thì 20 thí sinh, 30 thí sinh, một ngày thì gần 25 thí sinh. Đó thì cứ quay thì đúng bộ thôi, tại vì mình phải chạy theo đúng format chương trình đấy. Tự nhiên quay tự nhiên hôm nay thay người này thay bộ kia thì nó lại đúng rồi khó. Thì tại vì nhiều người không biết, nhưng mà ví dụ như là quay trong cái vòng audition để chọn người đi, thì có thể là người ta không có chọn đúng cái thứ tự là 1, 2, 3, 4 như là mọi người coi trên sóng đâu. Tại vì có thể là lúc đầu thí sinh rất là tốt, lúc sau rất là tệ, nhưng mà người ta phải cân bằng giữa các tập với nhau. Là một tập phải có là một người tốt, hai người tốt như thế nào, người ta phải đảo tới đảo lui của mấy ngày như vậy. Mà nếu mà cứ tự nhiên là thí sinh này hát là ở trên ngồi mặc đồ này, thì thí sinh sau hát thì mặc đồ khác rất đúng kỳ rồi, cho nên là người ta muốn người ta gọi là giữ rắc co đó, cho nên là bắt buộc là phải em đã nói mất mé rồi chị trình bày đó. Chị có câu hỏi mà. Của chị dâu coi chị. Chị dâu không biết phải chị dâu hay không, nhưng mà Nick Uyên Phan có hỏi là nhìn thấy quá nhiều tài năng trẻ giỏi giang như vậy, anh có sợ mình sẽ bị lãng quên? Em nghĩ em có quyền từ chối khán thính giả này. Ủa gì vậy? Cái này là show của đài mà. Bất công. Ủa cái này câu hỏi này không có khó luôn á, câu hỏi này dễ lắm. Thật câu hỏi là được nhiều lượt like lắm luôn á. Không, thật ra vấn đề là là đọc lại gì. Nhìn thấy quá nhiều tài năng trẻ giỏi giang như vậy, anh có sợ mình sẽ bị lãng quên không? Thật ra là mọi người, em nghĩ trước sau gì mọi người cũng mình xong có khúc người có lúc mà. Trước sau gì người nghệ sĩ cũng sẽ đến một thời điểm đó người ta cũng lãng quên thôi. Quan trọng em chỉ cần 1-2 người nhớ tới mình là được. Đó, để chị dịch cho. Để chị dịch cho, từ nãy giờ là chị dịch giùm cho Karik hoài luôn. Hoài, bây giờ chị dịch cho nè. Anh không sợ mọi người lãng quên, bởi vì nghề này ai cũng sẽ lãng quên. Quan trọng là em đừng lãng quên anh. Đó, kiểu vậy đó. Đúng không? 1-2 người đó. Anh ơi, bây giờ tại vì thời lượng cũng không còn nhiều, cho nên là Kim Thanh sẽ tập trung trên livestream. Anh ơi, anh đổi bộ nail đi ạ. Rồi nãy giờ mọi người tập trung vào bộ nail của Kha Đức khá nhiều. À, hôm nay tính đi làm lại nè. Nói chung là bộ nail cũng rất là đặc biệt. Rồi để Kim Thanh hỏi tiếp cái này coi. Để xin lỗi các bạn trên livestream chút xíu nha, Kim Thanh muốn hỏi thêm một chút xíu liên quan đến Rap Việt. Thì với cái chương trình này, với cái đội của Karik như vậy và các đội khác như vậy, thì nhiều người á, ở trên mạng Kim Thanh có đọc nha, đọc bình luận rất là nhiều, mọi người nói là hình như là bao nhiêu chiến binh xịn nhất đều rơi vào đội của Binzy. Còn có vẻ như là Karik thì lại thích chọn những người mà có style giống mình hơn. Tức là những đội khác đôi khi là sẽ lựa chọn đa màu sắc rất là nhiều kiểu, nhưng mà đối với đội của Rick thì Rick sẽ chọn theo đúng cái style của mình.
thì đó lại sẽ có thể là một cái thiệt thòi cho Rick khi mà đi đường dài, thì Rick thấy như thế nào? Thực sự là em ban đầu thì em có trong một hai bạn đầu thì em có chữa lựa chọn theo cái style của em thiệt, nhưng mà càng về sau thì em lại không làm vậy. Càng về sau thì em sẽ bắt đầu em sẽ nghĩ là khi nào bạn này về mình sẽ bắt đầu mình cho bạn này đấu với ai là được, thì họ sẽ tạo nên một tác phẩm như thế nào. Thì em đã hình thành cái câu chuyện đó từ những cái 2 tuần trước, 2 tuần trước em đã hình thành cái vào chuyện đó rồi. Và về sau thì mọi người sẽ để ý đi, mọi người sẽ bắt cặp thử những cái bạn thí sinh trong em á, sẽ có những bạn tương đồng màu, sẽ có những một màu này và những bạn tương đồng mọi màu một màu khác. Em đã có những cái suy nghĩ đó rồi, cho nên đó là cách suy nghĩ một người, thì em vẫn tôn trọng điều đó nhưng mà em không làm điều đó nữa. Nhưng mà Rick bắt đầu mình trải nghiệm, chuẩn bị là mình chưa quay những vòng sau đúng không? Thì mình sẽ bắt đầu trải nghiệm cái cảm giác là mình lựa xong mà mình loại đó. Cái đó hơi nhẫn tâm một tí, cái lúc đó là cái khúc em ghét nhất. Nhưng mà với các bạn rapper thì liệu cái điều đó nó có gây cái tổn thương nhiều so với là những cái hay không? Tại vì các bạn Kim Thanh thấy là thật ra là những người mà thấy mà cho thể hiện bề ngoài gai góc thì đa phần là các bạn đó lại là dễ tổn thương hơn. Thực ra thì em có làm việc tâm lý với các bạn từ ban đầu rồi, bởi vì đây cũng phải đối với em nó chung là một cái rap game, là cái một nơi mình thể hiện mình thôi, và quan trọng là mình mang tiếng nói, mang từ cái tôi cho mọi người biết mình là ai, và đích đến cuối cùng thì nó cũng chưa hẳn là cái quan trọng nhất. Mặc dù trong chương trình em có nói dù kết quả như thế nào thì nó cũng chưa phải là cái tất cả đối với em đâu. Ai cũng cần có kết quả nhưng mà kết quả nó không phải là cái quyết định tất cả, quyết định là bạn sẽ đi đường dài như thế nào, để sau này khi mà bạn khi bạn có cơ hội bạn nhìn lại mình trên sân khấu ấy. Đó, mà nhìn thì coi mình đã học được cái gì, mình đã có những mối quan hệ bạn bè khi thế nào khi mình đến với cái chương trình này, đó là điều quan trọng. Tại đôi khi những người đó sẽ là người đi bạn đường dài sau này, không biết chừng đó mới là cái giá trị đích thực nhiều hơn là cái chuyện bạn giành được cái kết quả hay không. Sau bản thân em trong đôi khi em nói thật ấy, em nhìn đến những cái kết quả của em ấy, em nhìn lúc đó em có thấy vui thì, nhưng mà cảm thấy thực sự lúc đó em cảm thấy là bản thân mình chưa làm tốt đó. Rồi cuối cùng tới lúc đó mình cũng chẳng có cái gì nổi bật được cho cái hành trang của mình đó. Chứ là mình chỉ có một cái điểm nhấn mà mọi người biết tôi đạt được cái cúp này thôi, ngoài ra tôi không có được một cái gì ai đốc thúc tôi hoặc là gì, cuối cùng em vẫn trơ trọi một mình nhá. Thì thật ra là những người mà cũng đã hoạt động lâu năm rồi thì sẽ trải nghiệm được, nhưng mà với những bạn mới thì cái tâm lý cũng như cái độ tuổi của lúc đó thì cũng rất là khó tránh khỏi những cái này những cái kia đúng không? Và đặc biệt rap Việt, Kim Thanh thấy là cũng có nhiều bạn là nổi tiếng ở bên ngoài rồi, có bài hit rồi mới đi thi nữa. À, cái câu chuyện đó nó sẽ còn nhiều thứ để bàn sau này. Ở trên livestream có một bạn hỏi là em có đọc báo thấy anh Châu Đăng Khoa từng chia sẻ xem anh Rick là anh em, nhưng sau đó cả hai lại tan rã và giờ lại hòa nhau. Vậy xác thực mối quan hệ của cả hai anh hiện tại như thế nào? Xác nhận bây giờ là hai anh em vẫn bình thường và vui vẻ với nhau, không vấn đề gì. Chẳng qua là nó là mấy cái giận lặt vặt cơ mà. Thì cái tại vì tính của Khoa thì tính của Khoa Châu ấy, Châu Đăng Khoa ấy, nó hơi bị nhõng nhẽo. Mà cái chuyện Khoa nhõng nhẽo anh em trong thân chơi Khoa ai cũng biết cả. Em không phải nói xấu nha. Em cái này không phải là nói xấu, bây giờ Khoa có coi cái này thì em cũng sẽ nói như vậy. Tại vì giống như em là Vinny, ai cũng biết tính Khoa là vậy cả. Đôi khi nó rất là một Khoa là một đứa bé khó chịu, em nói thẳng là vậy luôn, cho nên chị nếu mà chị có làm việc ở Khoa chị cũng sẽ biết điều đó à. Chị chat mỗi ngày luôn, tại tuần đấy nào Khoa cũng phải qua thu chương trình mà. Đấy, em có coi luôn, em có coi lúc Khoa ở đây rồi đó, cho nên em cảm thấy là nếu mà chị có gặp Khoa nói chuyện Khoa thì chị cũng đã biết tính Khoa rồi. Nói chung là hết giờ rồi, nhưng mà ráng một câu một chút xíu nữa. Anh Kha Thích ơi, anh nghĩ sao về người anh em thân thiết của anh là Châu Đăng Khoa cứ thích bán đứng anh trên sóng? Vui mà, à không không có vấn đề gì đó. Vui nhưng mà tùy chuyện thôi nha. Chị nhiều bán đứng quá về là tìm tới nhà. Nói chung là cái câu chuyện này vui, nhưng mà Rick mà mỗi lần mà cứ ra sản phẩm gì mới là trong thực đơn âm nhạc Kim Thanh với Diệu Minh với Châu Đăng Khoa cũng đem ra mổ xẻ rất là nhiều đó, thì đáng lẽ là mai mốt thì có thể là gửi cho Rick nghe những cái phần đó coi như thế nào, biết đâu là gặp trực tiếp ông nói vậy đâu, đúng không? Đúng không? Nó rất là hay đó. Nói chung là
còn rất là nhiều câu hỏi nữa, nhưng mà bây giờ thì thời lượng chương trình cũng không còn nữa rồi. Thì hy vọng là lần sau chúng ta lại có cơ hội để gặp nhau. Khi ra album thì nhớ dành thời gian qua đài nha, Rick ha. Ok. Rồi. Một lần nữa thì cảm ơn Rick đã đến với Khách Đến Chơi Nhà ngày hôm nay.